Sao Hoa Ngữ gây phản cảm vì coi trợ lý như con sen, Triệu Lộ Tư hách dịch nhả bã cao su lên tay nhân viên. Cứu tôi, cứu tôi. Tần Lam bắt quỳ gối để nâng micro cho mình. Nhiều bạn trẻ muốn trở thành trợ lý của ngôi sao để được tiếp cận làng giải trí hay gần gũi hơn với thần tượng của mình. Thế nhưng, những trợ lý được nghệ sĩ yêu thương tôn trọng chỉ là số ít mà thôi. Đa phần còn lại thì chẳng khác gì A Hoàn đời thật khi phải chịu đủ tủi nhục, bị nghệ sĩ coi thường, làm những việc mà chẳng phải ai cũng chịu đựng được đâu. Và cũng vì thế mà không ít Sao Hoa Ngữ vấp nhiều tranh cãi do đối xử tệ bạc với nhân viên của mình đó. Viên Băng Nghiên. Dù Viên Băng Nghiên đã bị cấm cửa khỏi showbiz, nhưng những câu chuyện liên quan đến cô vẫn luôn được người ta truyền tai nhau, bao gồm cách đối xử kém tử tế với trợ lý. Ví dụ như, có một lần tham gia hoạt động quảng bá ở trung tâm thương mại, ngay trước bàn dân thiên hạ, cô để trợ lý lớn tuổi phải quỳ gối nâng mic cho mình trả lời phỏng vấn. Nhìn vào hình ảnh đó, chẳng ai giấu được sự khó chịu và bức xúc. Thế nên, sau khi cô gặp nạn, không ít người cảm thấy hả hê đó. Tần Lam. Như Viên Băng Nghiên còn có thể đổ lỗi cho số lượng micro nhiều quá nên cần người hỗ trợ, chứ trường hợp của Tần Lam thì chẳng thể bào chữa được. Chỉ vì muốn giữ hình tượng thanh lịch, cô đã để nữ trợ lý quỳ gối nâng micro cho mình nói chuyện suốt thời gian dài. Hình ảnh này phản cảm đến mức, đến tận bây giờ, người ta vẫn nhắc đi nhắc lại mãi và dùng nó để chê trách người đẹp Diên Hy công lực đó. Lưu Đào. Lưu Đào vốn nổi tiếng với hình tượng người vợ Tào Khang nên được công chúng yêu mến. Tuy nhiên, cô cũng nhiều lần bị chỉ trích vì cách hành xử như bà Hoàng, coi trợ lý là người hầu. Không ít lần, người ta còn chụp được cảnh Lưu Đào tay cầm điện thoại, bắt trợ lý phải quỳ gối buộc giày, dâng nước tận miệng hay xòe tay hứng đồ thừa mình nhổ ra. Điều đáng nói hơn là thái độ của cô lại thản nhiên vô cùng, như thể đây chỉ là chuyện vẫn xảy ra thường ngày. Vì chuyện này mà hình tượng bình dị, thân thiện của cô cũng hao hụt ít nhiều. Vương Tử Văn. Chị em tốt của Lưu Đào trong Hoan Lạc Tụng là Vương Tử Văn cũng từng gây xôn xao vì thản nhiên ngồi trên ghế để trợ lý thay giày cho mình đó. Đối lập với hành động cẩn thận của trợ lý là thái độ bình thản, hưởng thụ như đã quá quen với việc được hầu hạ tận răng của Vương Tử Văn. Sự khác biệt đó cũng đã gây ra hàng loạt tranh cãi trên mạng xã hội, khiến người ta khẳng định Vương Tử Văn đang mắc bệnh ngôi sao. Châu Đông Vũ. Ngoài danh hiệu tam kim ảnh hậu thì lối ứng xử EQ kém của Châu Đông Vũ cũng là đề tài khiến người ta bàn luận nhiều. Bên cạnh việc nói chuyện thiếu tôn trọng đàn anh, người đẹp thiên cổ Quyết Trần còn bị gắn mác hành xử ngôi sao vì đối xử không tử tế với trợ lý đó. Không ít lần, cô bị phát hiện để mặc hai trợ lý chật vật thay giày cho mình, còn bản thân thì thản nhiên đứng như trời trồng, chẳng buồn nhấc bàn chân ngọc lên cho họ đỡ vất vả. Triệu Lộ Tư. Thời gian trước, Triệu Lộ Tư từng gây xôn xao khi bị cánh săn tin chụp cảnh bắt trợ lý mang giày cho mình. Những tưởng sau ồn ào đó, người đẹp vụng trộm không thể giấu đã rút ra bài học mới, ai dè không lâu sau đó cô lại còn dính phốt lớn hơn nữa. Đó là khi chụp ảnh tạp chí với Vương An Vũ, cô bị phát hiện đang nhai kẹo cao su, rồi thản nhiên thả bã kẹo lên tay trợ lý ngay trước mặt tất cả mọi người. Cứu tôi, cứu tôi. Từ hành động kém duyên cho đến thái độ trịch thượng của người đẹp này đều khiến khán giả cảm thấy sốn mắt không thôi đó.